Và lúc này tiếng còi của trọng tài người Thái Lan, ông Pu Udom, đã cho hiệp 1 của trận đấu được diễn ra. U15 Hàn Quốc luôn cho thấy một sự áp đảo với các đối thủ. Hải Nam, Anh Quân, không được. Một pha xử lý của Ấn Độ nhưng đã không thành công. Vẫn còn, cứ đêm không được. Rất đáng tiếc cho pha dứt điểm vừa rồi của đội trưởng Đỗ Văn Chí. Chúng ta hãy cùng xem lại cơ hội này của U15 Việt Nam. Tình huống xử lý có phần lúng túng của Trang Ha Min. Pha đá phạt, không được, chúng mất một chọc. May mắn đã thuộc về cho U15 Việt Nam. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống đá phạt là của cầu thủ mang áo số 5, He Dong Min. Quốc Chí vẫn còn. Pha dứt điểm. Đó là cú ra chân thứ hai của đội trưởng Quốc Chí. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm đặt lòng về phía góc xa trước đó của đội trưởng Văn Chí. Được chuyền cho Duy Hào. Vẫn là Duy Hào. Quá đáng tiếc cho Duy Hào. Chúng ta hãy cùng xem lại cơ hội này dành cho Duy Hào. Rõ ràng chúng ta thấy rất rõ là Duy Hào là người có lợi thế tình huống vừa rồi. Cho Dương Quang. Rất hay cơ hội. Quá tuyệt vời. Đó là pha xử lý của Nguyễn Văn Dương. Người đã phạt góc sẽ là Lee Soo Min. Như vậy tỷ số là 1-0. Một tình huống phải nói là rất đơn giản đã được các cầu thủ U15 Hàn Quốc lặp đi lặp lại khá nhiều lần trong hiệp đấu thứ nhất. Nhưng hàng phòng ngự của U15 Việt Nam vẫn mắc sai lầm. Vẫn là một đường chuyền. Một pha dàn xếp phải nói là rất đơn giản. Và chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Cái vòng quay. Rồi. Sao vào. Quá đáng tiếc. Một pha xử lý phải là rất khôn khéo của Cái Văn Quỳ đã tì đè trước. Chỉ tiếc là pha dứt điểm lại không thành công. Đó là một pha xử lý rất hay của Cái Văn Quỳ. Mọi thứ diễn ra hoàn hảo. Chỉ tiếc là pha dứt điểm lại không thành công. Vừa rồi là một cơ hội rất tốt để cho đội chủ nhà tìm được bàn san bằng tỷ số. Đường truyền cho Đàm Đức Vinh. Đâu, không vào. Những kỹ năng dứt điểm. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý và đường truyền của Đàm Đức Vinh. Một tình huống chọn điểm rơi rất tốt. Cơ hội phản công. Đàm Đức Vinh. Đường truyền quá mạnh. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống truyền bóng này của Đàm Đức Vinh. Nếu như đó là một đường truyền cảm giác hơn, quan sát tốt hơn. Rất quyết tâm. Anh Quân. Cơ hội phản công. Cái Văn Quỳ. Làm gì đây? Vẫn là Văn Quỳ. Coi. Vào. Rất tuyệt vời. Cái Văn Quỳ. Tỷ số là 1-0. Một bàn thắng. Và chúng ta được thấy Phạm Văn Phong đã có một tình huống đi bóng và chuyền bóng vào trong rất tốt. Bắc Màn Hồ đã không thể làm tốt pha cứu thua đầu tiên. Và rồi Cái Văn Quỳ đã có mặt kịp thời để cân bằng tỷ số 1-0. Thêm một cơ hội. Phía trong của Cái Văn Quỳ. Đường chuyền. Dứt điểm. Vào. Vẫn là Cái Văn Quỳ. Vẫn là Cái Văn Quỳ. 2-1. Hai bàn thắng chỉ trong 3 phút. Và bây giờ U15 Việt Nam đã ngược dòng dẫn 2-1. Chúng ta hãy cùng xem lại. Lần này người chuyền bóng vẫn là Phạm Văn Phong. Rõ ràng ông Đinh Thế Nam đã tỏ ra rất chính xác khi mà rút Đàm Đức Vinh rời sân.
Và người thay cho Đức Vinh đó là Phạm Văn Phong đã có những pha xuống biên rất tỉnh táo. Chàng Hà Minh cơ hội. Đã có tình huống việt vị. Cho Văn Phong pha dứt điểm đã không thành công. Chúng ta cùng xem lại pha tăng tốc của Phạm Văn Phong. Như vậy là trọng tài đã chỉ tay vào chấm penalty. Một cơ hội rất tốt để cho U15 Hàn Quốc tìm được bàn san bằng tỷ số. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống mà Kim Do Hyun, một tình huống mà Hà Nam đã phán đoán không tốt để rồi pha chùi bóng đã không thành công. Cơ hội được trao cho số 13, cầu thủ vừa mới vào sân thay người, đó là Park Chang Han Yeon. Quang Trường và Park Chan Han Yeon. Một cú đá rất bình tĩnh của cầu thủ mã số 13 của Hàn Quốc. Tỷ số là 2-2. Chúng ta hãy cùng xem lại pha dứt điểm vào chính giữa khung thành của Park Chan Han Yeon. Đường chuyền. Tỷ số là 3-2. Cũng rất nhanh, chỉ trong vòng 1 phút thì U15 Hàn Quốc đã ghi liền 2 bàn thắng. Chúng ta hãy cùng chờ xem người lập công là ai. Rõ ràng U15 Hàn Quốc đã chứng tỏ được vị thế của một đội bóng hàng đầu châu lục. Họ không hề tỏ ra nôn nóng dù bị dẫn trước. Như vậy là người lập công đó là đội trưởng Kim Rae-woo. Anh Quân rất bình tĩnh. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý của anh Quân. Rất bình tĩnh trong vòng 16m50. Một tình huống cứa bóng đi về phía góc xa. Và như vậy đúng vào lúc này thì tiếng còi của trọng tài Bua Dom đã vang lên. Kết quả cuối cùng thì U15 Hàn Quốc đã giành chiến thắng với tỷ số là 3-2. Mặc dù thua nhưng tinh thần của U15 Việt Nam vẫn là rất tuyệt vời. Như vậy là sau giải đấu này thì U15 Việt Nam đã giành được ngôi vị thứ hai với 2 trận thắng và 1 thất bại. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.